công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Ánh Dương Sao tuyển tài xế xe ô tô. Mô tả công việc, chịu trách nhiệm đưa đón ban giám đốc và nhân viên trong công ty đi công tác theo sự chỉ đạo của ban giám đốc và phòng hành chính nhân sự trong nội thành hoặc đi tỉnh. Chịu trách nhiệm quản lý xe được giao, theo dõi đăng kiểm, đăng ký xe theo quy định và bảo dưỡng, sửa chữa theo định kỳ hoặc phát sinh. Luôn giữ xe sạch sẽ, cẩn thận, biết bảo quản xe. Đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hóa trong quá trình công tác. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu. Ghi chép lộ trình các chuyến công tác và sổ theo dõi hành trình xe hàng ngày, báo cáo mức nhiên liệu sử dụng hàng tháng. Báo cáo sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho cấp trên hoặc phòng hành chính nhân sự, tai nạn giao thông, phạt do vi phạm, hư xe, tắc đường để có biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp. Thực hiện các công việc khác liên quan khác khi có yêu cầu. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. Quyền lợi được hưởng, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sau khi ký hợp đồng chính thức. Thường lễ, Tết và phúc lợi theo khả năng làm việc. Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Yêu cầu công việc, giới tính, nam, độ tuổi từ 24 đến 35, có bằng lái xe B2 trở lên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm, nắm vững luật giao thông đường bộ, danh đường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, tác phong sạch sẽ, gọn gàng, ăn nói lịch sự, không uống rượu, bia trong giờ làm việc, trung thực, chịu khó, nhiệt tình, có trách nhiệm, tinh thần hợp tác trong công việc, sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao, sẵn sàng đi công tác xa. Yêu cầu hồ sơ, đơn xin việc, xây hồ lý lịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe, các bằng cấp có liên quan. Thông tin liên hệ, địa chỉ, chi nhánh Tiền Giang, QL1A, ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Số điện thoại 028-5411-0647, phòng nhân sự. Email welcomehr.ads@gmail.com. Hạn nộp hồ sơ 31 tháng 3 năm 2018.